Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày mới thật vui khỏe và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Khi xem, quý vị và các bạn nhớ cho like, chia sẻ và đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận thông báo mà chúng tôi đang cập nhật tới tất cả quý vị hàng ngày. Xin chân thành cảm ơn và sau đây là nội dung của... Sau những năm Thúy Nga ngừng giúp đỡ, ca sĩ Kim Ngân giờ ra sao? Cách đây 3 năm, khán giả Việt Nam từng rất quan tâm đến cuộc đời của nữ ca sĩ Kim Ngân đang sống từng ở nước Mỹ xa xôi. Đã từng là một danh ca tài năng và xinh đẹp. Cái gì cũng có trong tay, nhưng vì nhiều biến cố trong cuộc đời mà ca sĩ Kim Ngân lại đánh mất tất cả, tâm trí không ổn định, sống lang thang, này đây mai đó. Thấy vậy, nghệ sĩ Hoài Thúy Nga đã đón Kim Ngân về chăm sóc, tìm cách chữa trị cho đàn chị, để bà có được một cuộc sống ổn định như mọi người. Thúy Nga hỗ trợ Kim Ngân rất nhiệt tình, lo từng chỗ ở đến ăn uống, mua sắm và quả thực. Khi ở cùng Thúy Nga, nhìn Kim Ngân khỏe mạnh, sạch sẽ hơn, không còn ăn mặc lem luốc, tóc tai bù rối bù như trước nữa. Nhưng rồi một vài người thân của ca sĩ Kim Ngân lại không đồng ý để Thúy Nga giúp đỡ, nên cô đã đưa Kim Ngân về lại với gia đình của bà. Kết quả là từ đó trở đi, Kim Ngân lại lang thang ở ngoài đường, không nơi nương tựa. Thi thoảng khán giả nếu vô tình bắt gặp Kim Ngân trên đường phố và mời bà đi ăn, hoặc biếu bà một chút tiền để trang trải cuộc sống. Kim Ngân bây giờ mặc đồ lùm thùm và lấm lem, mặt mũi đen đúa, tóc tai xưa xát và do lâu ngày không được tắm gội khiến khán giả phải xót xa. Như mới đây, một người quen đã đưa Kim Ngân đi ăn phở và có chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội. Khán giả không khỏi xót xa khi thấy Kim Ngân gầy gò đi nhiều. Làn da của bà sậm đen, tóc thưa và bạc nhiều hơn trước. Kim Ngân ăn uống rất ngon miệng, dường như đã từ lâu bà không được ăn một bữa tươm tất như vậy. Người nhà của Kim Ngân, nhiều khán giả cùng tìm cách giúp đỡ, muốn đưa bà về ở một nơi ổn định, nhưng Kim Ngân đều không đồng ý. Vẫn đi lang thang khiến ai nhìn cũng phải xót xa.